người mới hả? Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Renzi, năm nay em 18 tuổi. Wow, hello Renzi, chào mừng mọi người đã đến với thử thách của ngày hôm nay nha. Và Mina xin phổ biến luôn, đó chính là thử thách ngày hôm nay là sở trong Circle K 24 giờ. Ui đã. Sinh tồn. Cái gì đã? Chỉ có 50.000 mỗi người thôi. 50.000 cho 24 giờ. 24 giờ. 50.000 24 giờ hả? Ồ, sao bị chua. Xài gì trời? À, ăn cái gì mới được? Tải Momo, dư ví điện tử Momo trên điện thoại đó. Momo là Momo gì? Là gì chị? Momo là một cái ví điện tử ra đời cũng lâu rồi mọi người không chịu xài, rất là tiện luôn á. Mọi người sẽ tải trên đó và sẽ có anh hùng Momo cứu cho mọi người 50.000 ở trong đó. Là bây giờ mình tải lên là đúng tí rồi. Nữa có người dạ chuyển cho mình 50.000. Chính xác luôn. Thì tải cái... xong rồi nè. Không còn dùng tiền mặt luôn, không sợ mất luôn. Em thấy có khi xài tiền mặt nó nhanh gọn hơn chứ nhở? Không em, nhưng mà cái ví Momo này rất là tiện vì không chỉ thanh toán ở Circle K mà còn những cái chỗ điểm khác nữa. Rất là nhiều địa điểm em có thể tự do khám phá ở trong đó. Ok, bây giờ mọi người hãy nhập về nha. Và mọi người xem là có anh hùng nào gửi cho mọi người 50.000 chưa? Anh hùng Momo. Trời ơi, bây giờ có 50.000 rồi nè. Mọi người có chưa? Nhanh đi, nhanh đi. Để em coi nha. Rồi, chị có luôn rồi nè. Nè, em có 50.000 rồi. Yeah, chị yeah. Sao em nổi vậy? Chắc em hơi chậm. Được rồi nè. Tôi nhắn tới rồi kìa, đúng không? Đúng rồi, có nè. Trời ơi, thích quá. Ok, bây giờ mình sẽ xuống, mình đi shopping một vòng với 50.000 mỗi người nha. Đi. 50.000 mua cái gì đi thì. Trời, có nhiều cái nước này ngon lắm nè. Cái này trời, cái này một chai của nó là hết mười mấy lời, ngàn nhớ rồi. Hồi xưa mình đi Thái mình uống hai nước mật ong hoa cúc này không? Ở đây có bán luôn nè. Không mà 28.000 lượng mắc lắm chị. Uống chai hết nửa tiền. Mua nước suối nè, chai lớn có 11.000 à. Mà uống được cả đám luôn. Lý không? Mình hùng là mình mua. Mình hùng lại thì đúng rồi, đúng rồi. 4 người là người. Hợp lý, hợp lý. 3.000 thôi. Okay, thông minh chị. Em sẽ ăn xúc xích. 13.000 mình ăn lại. Chị cũng sản xuất 11 ngàn kia. Đâu? Sao rồi tự nhiên thấy cái bây giờ cái gì cũng mắc thế nhở? Ờ. Túi còn cái gì cũng trở nên mắc đối chúng ta. Thôi bỏ luôn. Sự cố đang xảy ra. Chuyện gì? Sự cố cái này hết pin. Điện thoại của em bị hết pin tắt nguồn rồi bây giờ. Thì nhịn đi. Nhịn đi. Không được, em đang cao kêu gì con này nó hay mạnh lắm chị, không tí nó không tính cho mình đâu. Không mà nãy cục sạc trên lầu mà đúng không? Dạ, cục sạc ai tính tiền giùm em đi lát. Bây giờ mọi người giờ có 50.000 nè, ai tính hết rồi. Chuyện em sạc pin xong rồi em sẽ mua lại cho mọi người. Nhưng mà cái này chúng ta cho thiếu không? Cho đây hả đây? Cho thiếu hả? Lại dữ vậy luôn hả? Thì thôi giờ mình mỗi người hùng lại mấy ngàn rồi trả cho bé rồi lên bé chuyển lại mấy ngàn tụi mình. Vậy tụi mình phải chắc mốt. Thì mình tin tưởng đi. Lần đầu tiên gặp mặt mà đồ first time tin tưởng đi. Đi. Ủa sao điện thoại hết pin mà giờ lên rồi chị? Điện thoại dễ sợ luôn á. Điện thoại hay ghê luôn á, điện thoại xịn ghê. Dường như là có chai nước suối rồi mà em. Có một chai nước suối rồi mà. À giờ mày thích tính riêng hả? Hay là tính chung? Không, mua nước suối thì vậy là vẫn phải hồn 3.000. Vâng, em vẫn hồn. Em bây tính giờ nó lại hơi tắt nguồn nữa rồi. Có vật, điện thoại có vật. Kho bò này quá à. Bây giờ mày bị điên hả? Kho bò 63.000 mỗi đứa 50.000 thôi mày. Mày có bị sao không? Mình hùng là giờ em còn 20.000 nè, mình hùng là mình ăn mình này ăn được nhiều lắm á. Rồi tao ăn cái gì? Thì nè, 24 giờ nha, 24 giờ mày ăn cái này mày sống qua ngày à? Lại cái này 60.000 thì mình chia ra mỗi người 30. Rồi 20 mua được cái gì? Tao 20 tao mua được cái gì? Mua nước, mua ly mì ăn là no rồi. Thôi mệt quá, mày thèm chứ tao không có thèm. Đôi. Thôi bỏ ra đi. Bà có biết là mỗi lần mà bà bị cái gì là chỉ có một mình tôi là tôi bên bà không? Trời nhi. Nhi cái mệt mỏi quá bà. Mày nhắc tao bỏ tao không nói. Đi mà. Bỏ ra. Người ta có 50.000 là giờ mua đòi mua cái này 63.000, đứa nào ăn đứa nào nhịn. 24 giờ. Đúng là đồ keo kiệt. Bà như vậy là bà chỉ có sống một mình thôi nha. Đi nha. Sống một mình nha. Tại sao tao phải sống như vậy? Tại vì mày hai mặt quá, tao biết cái mặt mày mà. Cứ mở miệng ra. 24 giờ chị mặt. Em tương tàn nhau cũng được. Mỗi người có 50.000 okay, thôi. Okay. Thôi tao đi đây. Mệt quá. Ê tính ra mày hai mặt lắm. Mày chửi nguyên tao luôn, tao không thèm. Dạ.
tính tiền đi. Ôi, ê, ê, Seven. Hello mọi người, mọi người đâu vậy, đi ăn gì mà sao không thử thách nè. Tụi em đang chơi thử thách. À vậy hả? Trong vòng 24 giờ. Ê, anh đưa người thử thách tụi em luôn đi. Anh chơi không? 50 ngàn vòng 24 giờ sơ cầu cây. Chơi không? Là mình phải 50 ngàn đó mình là mình 24 giờ sơ cầu cây. Chơi không? Ok, chơi. Yeah. Rồi thêm người vui, thêm người vui. Anh đang đói bụng đây, đang đi tìm gì ăn này. Ok, anh chỉ xài 50 ngàn thôi nha, không phải xài quá 50 ngàn nữa. Đúng rồi. Bây giờ đi mua đi. Ôi vui thế nhở? Không, nhưng mà anh phải có cái app Momo mới được. Anh tải Momo chưa? Là bây giờ mình là anh đang định mua bằng thẻ. Ờ vậy thôi anh tải bằng app đi, nó tiện hơn là thẻ nhiều luôn á. À vậy hả? Dạ. Là bây giờ mình tải app Momo vậy hả? Đúng rồi. Ok, Mina vừa rồi Mina đã shopping với 50 ngàn là đó, với lại một miếng cơm. Rồi một cái xúc xích phô mai xông khói rất là ngon. Và một chai nước suối 1 lít rưỡi. Uống chung cả đám. Uống chung cả đám. Đó chỉ có như vậy thôi. Rồi còn chị Ly mua được cái gì nè? À mình mua được một cái sandwich. Wow. Đấy. Rồi có dăm bông phô mai đã lắm. Với lại một cái bánh giò. Bánh giò. Ờ hơi no rồi đấy. Rồi với lại một cái chai nước suối uống chung. Uống chung. Dạ khoan. Phải nhắc câu đó. Còn dư nãy Mina có mượn Ly kia một cái tiền để mua cái này. Ờ dư tới 15.000. Rồi. Đấy. Ở tới em. Em mua được một chai Pepsi với lại một cây xúc xích xông khói. Bằng tiền của ai nè? Bằng tiền của chị Mina. À vậy là em còn 50 ngàn. Ừ. Hơn là đó em sẽ trả lại tiền. Với lại một chai nước suối uống chung. Tội quá, có chai nước suối uống chung. Ê em mua được nè. Xúc xích mini. Ok dễ thương đó. Snack hả? Còn gì nữa ta? Bánh bao. Bánh nhiều vậy ta. Xúc xích rồi. Này là chia cho mọi người ăn luôn. Ăn chung. Wow. Xúc xích ăn chung. Thật dưa. Giờ không ăn chung. Hết rồi hả? Hết rồi chị. Ôi, cảm giác bé nó mua gì? Tại bé nó mua hết 50 ngàn luôn mà. Còn mình nó mua được hết rồi. Đúng rồi. Em có một điều muốn nói. Ờ sao? Là em nhớ hình như nãy là mình mua chai nước suối uống chung. Chia ra mỗi người 3 ngàn không chưa? Em lỡ hay mua quá, còn mình là thành phần ăn ké. Mình không có gì cả. Trong đầu anh nghĩ là anh sẽ mua một vài món tự nhiên bị bắt cóc vô đây. Ờ, tự nhiên bắt cóc vô thử thách này. Ý trời rồi anh ơi. Ý trời. Ai biểu anh vô đây? Em bài cho anh rồi. Ý. Không sao. Vậy thì anh sẽ ăn cùng với mọi người. Thế nhưng mà anh sợ là cái bụng của anh cái chỗ này anh chỉ có 5 phút thôi là hết sạch rồi. Con gạo quá. Đừng nào cũng 5 phút hết sạch thế mà ăn cũng làm gì. Em hơi bị nhầm đấy. Anh ăn cái này với em nhé. Ờ, anh ăn với lại với em nhé, nghe tình cảm quá. Dễ thương quá. Cái ghét em sợ, trời, trời. Em tẩy quá. Dạ, em một xíu thôi. Ước gì em cũng có người để chia sẻ đồ ăn. Ờ, ước gì em có người để chia sẻ đồ ăn. Kè cái bên kìa. Em nói cho chị nè, em nói cho chị em chấm miếng nha. Ờ, hạnh phúc quá. Ai có thể nói cho anh biết là với mức bình thực phẩm là mình phải tồn tại trong vòng 24 giờ á? 50k thì anh muốn mua gì ở đâu, đây thì mua. 24 giờ đâu anh, tối còn tiền của anh nữa mà anh. Anh tính đi. Đúng rồi, nhưng mà anh phải mua, anh phải tính cho đủ. Nếu mà anh có tiền thì sẽ mua. Lặng ngầu quá. Vui hết mì ly mọi người. Mì ly. Mình ăn mì với kèm với lại xúc xích à. Vậy thì để dành cái này đi. Ờ được á. Anh bảy. Cảm ơn em. Đúng rồi, cái này để nhanh lên đó. Mì chỉ có 7.000 thôi, là mỗi người đưa 3.000 mình lại thêm một chai nước suối nữa. Lại một chai nước suối uống chung nữa. Ôi thật là vui. Sắp hết nước suối rồi. Dạ gì đó. Em ăn bánh đi, mình ăn bánh đi. Em đang ăn bánh giò. Em ăn xích đi. Mọi người thấy không? Chỉ có mình tôi ở đây là đàn ông con trai thôi, còn toàn các chị em hết. Mà mình mà ăn nữa thì sợ chị em đòi. Ăn đi. Ờ còn gì đâu ăn. Mình biết ý một tí. Anh giúp em để cho em đỡ mập đi. Hả? Anh giúp chị cho chị đỡ mập kìa. Lại chứ dễ rồi ăn lên nha. Tình thương bánh thương dễ sợ. Thật là ganh tị à. Ừ. Có gì có ai đó quan tâm. Có gì có ai đó cái bên quan tâm mà chị sẽ rặn cho mình. Ồ nhớ nhiều người quan tâm lắm mà. Bánh của người đó đút cho mà sống ngon. Người đó là người gì nè? Tự hiểu. Người đó hả? Anh em bình thường.
Ôi, anh em bình thường luôn hả? Đâu có phải. Thôi chị nhớ bữa hôm bữa em có hỏi á, Tâm Ảnh là kêu là anh em bình thường á. Tập xe hơi đúng không? Đúng rồi. Không phải xe hơi, chị cái xe đấy gọi là cái xe gì chứ không phải xe hơi nữa. Chiếc xe màu vàng. Nói lại là tức luôn á. Chiếc xe màu vàng. À thì ra là anh em bình thường. Ừ, anh nói vậy thôi đó chị. Tao anh cứ là nhìn trên phim vậy, trên phim vậy thôi chứ ở ngoài là coi nhau là anh em bình thường thôi. Trong công việc. Em nghĩ chị không nên đốt nhà nữa đâu. Chị không có đốt nhà đâu em. Tổn thương một người. Không, cái này là nếu vậy phải chắc chắc anh Seven đúng không? Tại vì ảnh chứ, ai biểu anh phải nói rõ ràng mối quan hệ của anh ha. Ai biết đâu anh đâu. Anh còn nói là anh em có cùng đam mê chí hướng. Ừ, anh em đam mê chí hướng, anh em bạn bè. Đang tìm hiểu chẳng hạn thế. Ê, anh không hề nói câu đó luôn á. Lục lại, lục lại. Ha, được rồi, nói chung là sao cũng được đi, tự ai nấy người ta biết thôi. Ừ, đúng rồi. Đang chắc này chắc ăn. Thôi ăn đi, ăn đi mọi người. Anh nghẹn rồi. Để không khí căng thẳng. Uống nước cho đỡ nghẹn. Ủa sao cái bánh này ăn kỹ vậy? Không, hai bé này vậy mà được nó đá nhau vậy thôi chứ ngày nó thiếu nhau nó buồn dữ lắm nè. Không, giờ là chị em tương tàn rồi chị. Ồ. Ít nhất là em cũng không có bị ích kỷ. Ít nhất là em cũng hai mặt như ai đó. Tôi cảm giác tôi đang quan tòa. Tôi ngồi đây coi hai người nó biện hộ ghê trời. I am not quan tòa, please, I'm a hot. Ok. Thì chị là luật sư hả? Anh càng ngồi anh nghe câu chuyện này anh càng thấy như kiểu anh chưa đó. Anh không thuộc về cái thế giới này. Trời ơi, tôi không thuộc về thế giới này à. Chắc là anh không ngồi đúng chỗ. Vậy đúng chỗ là ở đâu mới đúng? Chỗ nào mới đúng? Anh qua đó ngồi hợp lý hơn. Ủa mất mới thì mày ngồi đâu chạy được. Mất công có người cứ để cơ hội thả thính. Đừng suy bụng ta ra một người nha, mệt lắm. Cái gì đấy. Đâu có gì đâu ha, tự nhiên tâm chọc ở đây đúng là cái con người gì á. Đang như vậy thì tâm chọc cái ghét. Cái thử thách này là 24 giờ đấy chị em ạ. 24 giờ. Nếu mà cứ thế này là chọc cái não của nó nhảy số là nó bị chọc cháy các thứ là anh không ở đây được hết 24 giờ mọi người đâu. Mọi người cả lộn nha, đang hết phần ăn của mình và vui vẻ nhìn mọi người cả lộn. Người ta đổ nước lên hà. Bà đó bà. Rồi. Ủa mắt mày có thấy không? Chết rồi, mày phun này có chống nước không? Mày phun này có chống nước không? Chia buồn cho em. Hình như là nó tắt nguồn rồi. Không có thanh giấy có gì hết chưa? Điểm gì vậy? Ủa nhưng mà chống nước rồi đang sạc nó có nổ không vậy? Em lâu chưa? Được rồi, khô rồi. Trời ơi, anh Bảy nhiệt tình ga lăng quá, với ai cũng tốt hết trơn á. Thích quá, vui. Mày đợi vô. Còn Mina thiếu kìa, Seven. Nãy giờ Mina chưa được Seven tốt kìa. Là em nữa. Gì? Thế thì em là nào? Thì Mina nói sao em trả lời vậy thôi. Bây giờ Mina từ nãy giờ ngồi im lặng ăn chứ anh thì kiểu là ai gặp khó khăn gì thì anh giúp đỡ thôi. Đấy. Đúng rồi, bởi vậy cho nên là ai cũng dễ hiểu lầm. Không, tính ra anh tự làm đổ nước á. Em còn ăn nữa không? Sao vậy chị? Em còn ăn nữa không? Ừ thì có ăn. Có còn ăn nữa hay không? Dạ không. Cho chị ăn. Ồ. Mọi người ơi, bây giờ xin được miếng bánh bao của bạn Duyên. Hay nhiều quá mọi người ơi, chúng ta cùng ăn thôi. Ê, em cho chị thừa. Cái nhân luôn á. Mấy mặc đồ thừa không trời? Không phải đồ thừa đâu. Nó mới gật đầu kìa. Tại vì sao chị? Tụi nó nghĩ đó. Nó nghĩ xấu cho chị đó, chứ em đâu nghĩ là đồ thừa đâu. Thôi kệ đi, mình bỏ bụng mình no là được rồi. Duyên đang cố tần số chị ăn để mọi. Ủa, suối đâu, tính là chị xin em luôn á chị ha. Tính là chị xin em luôn á, em không kể gì con không? Ai có chuyện vui không kể nghe đi, buồn quá ngồi không nhìn tới mấy chục tiếng đồng hồ nữa. Chuyện vui á, ai còn đang kiểu kể chuyện cười đấy. Anh kể chuyện cười xong á là tất là có mỗi mình anh cười. Em nghĩ ở đây anh là người. Thôi giờ chơi đố đi. Đố hả? Ok đố, chị có câu đố gì em đố. Em ngu mấy cái đó lắm nha. Chị coi mấy cái thôi. Chương trình game show nè. Nhanh như chớp đúng không? Đố đi em trả lời nè. Để coi đứa nào mà fan coi nhiều nhất ha. Em còn không coi cái đó lắm. Chị cứ đố. Cái gì mà hả trong một gia đình thì nó đều đánh hết tất cả luôn. Là nó đánh hết tất cả mọi người. Răng. Yeah. Wow, coi nhiều quá, coi nhiều. Ok, vậy Mina có câu này đố mọi người nè.
đó mọi người nha. Cái gì mà khi sinh ra mình đã có, lớn lên mình vẫn có. Của thằng Tí thì dài hơn của thằng Tèo, của nhà sư thì lại không dùng đến. Đố mọi người, đó là cái gì? À, em biết. Cái gì? Tóc không? Xài bét. Lùng nách. Xin lỗi nha. Nhưng mà các nhà sư... đúng rồi. Em thắc mắc chỗ cái của thằng Tèo dài hơn thằng Tí. Ừ, thì cái gì dài hơn em? Em nghĩ là cái gì dài hơn? Dài. Dài gì? Cái gì? Chỉ dùng pháp danh thôi, đúng chưa? Thằng em nghĩ đến cái bài mà em mà. Hàng Gemina lúc nói một Tí về thằng Tèo phải đổi lại đúng không? Hay chưa mọi người? Đừng có cái phút đó là em không phải chị Mina. Nè, đổi lại nhân tin là liền. Ok. Đúng là người coi nhanh nhưng chết nhiều ha. Làm gì cười chứ nhiều. Đúng mọi người nha, cái này là cái gì? Một cặp vừa tay trắng tròn hai trứng. Trời ơi, còn làm hành động nữa chứ. Thì vừa tay. Thầy Mina làm kìa. Một cặp vừa tay trắng tròn hai trứng. Hỏi mọi người là cái gì? Trắng tròn mà hai trứng. Hai trứng hả? Ừ. Cái gì trắng tròn mà hai trứng ta? Trắng tròn. Cái trắng tròn hai trứng nghe quen lắm nè. Bánh bao. Yeah. Đó này mình trắng tròn. Không, tại cái bánh bao của em màu tím. Long em đang định. Không, thường cái này là một là cái kia còn mà phù hợp với cái kia. Cái kia là cái gì? Mọi người ơi, cái kia mà chị đi kêu nó là cái gì? Không, nhưng mà mình phải suy luận hiểu không? Nó giống đi bộ. Cái kia là cái gì? Thì mình giống cái kia thì mình chỉ gọi là bánh bao thôi. Còn hai trứng thì trứng hai bự. Đây, đó nha, vô tình. Bánh bao đúng rồi, bánh bao trắng có hai trứng. Bánh bao một đầu mua bà Momo ở Circle K. Ok, nhắc bánh bao em đói quá anh Bảy ơi. Ăn nữa hả? Trời cũng về khuya rồi đó, mình nên xuống mình đi mua đồ ăn tiếp đi, em đói lắm luôn. Ok. Sao mọi người nhanh đói thế? Đói mà trời đất ơi, đã nửa ngày trôi qua rồi. Đúng là mấy người gầy có thấy chị hơn, nhanh đói ghê luôn á. Đúng rồi. Em không phải tự nhiên em vô tình em nghe hết chị Ly được giọng em. Chị Ly, đến nay em chưa nói chị biếu mà anh này nói biếu luôn. Em kêu là chị vừa người. Bây giờ đi. Nào, còn dư tiền, mình còn dư. Ủa? Em còn dư nè. Ủa, đâu ai bắn tiền lại cho chị đâu? Sao Mina lại ăn ít thế? Thèm kem. Cảm ơn, chứ Mina không có thù kem. Sao em đói? Không, Mina không có đói mà. Mina ăn vậy, Mina nghĩ là đủ với buổi tối của Mina. Thèm kem với thù kem. Có chừng đau họng giống em nha. Ăn thù kem đêm á chị, tối chừng đau họng nha. Đúng không ạ? Ăn kem đêm. Mina phải ăn ké này của mọi người. Ăn kem. À, giờ là tới giai đoạn ăn ké đúng không? À, thú thích nè mọi người, thú thích đây, bỏ vô ngoài nè. Hồi sáng nó kêu là cái này để dành cho đúng rồi, đúng rồi, em sẽ dành cho mọi người á. Ừ, có vô một cây cho chị nữa. Vừa mình nhớ ra một việc. Dư 24 ngàn luôn á. Anh để mời mình ăn đúng không? 9 giờ có hẹn, anh phải đi. Ôi đi đâu, vô duy là nó thăm nhanh nữa, 24 giờ là sợ đây, đi 9 giờ. Đi đâu? Chết rồi. Sao ạ? Không, anh thay rồi, hết vậy lúc đầu đừng có nhận. Đúng rồi, đầu phải suy nghĩ kỹ chứ anh. Em, chính em. Chính em ngày xưa đó. Đâu, đâu nào đâu phải em. Anh mà bỏ lỡ cuộc hẹn này là anh sẽ mất. Anh hẹn với A, với cả. Trời ơi, vậy luôn á hả? Mina vừa xoáy được thành hai cái xúc xích nè mọi người. Mọi người ơi, vừa thấy xinh không? Nè, nhớ xúc xích xong rồi nè. Bé xinh vừa đủ xong. Rồi em giật ra đi. Em lắc kỳ quá. Tự nhiên em lắc kè xúc xích, chị có lắc cái gì của ai đâu mà kỳ. Anh mới nói anh bệnh gì kìa mọi người. Thôi mọi người đâu có quan tâm đâu. Tại vì đã hết rồi mà vô cũng đâu có cho đi đâu. Ờ, cũng đâu được đâu đúng không? Để tham gia thì phải tham gia tích cùng. Anh nghĩ chốt cái camera là anh chốt được không? Bao sao 4, 8 con mắt ghét anh. 8 con mắt đe sao anh trốn được? Mấy chục nghìn khán giả của La La School sẽ ghét anh, sẽ giận anh. Thôi để ta lát anh gọi điện anh hẹn lại người ta vậy. Tự nhiên nãy anh tham gia ở hết rồi mà. Tự nhiên thì lúc ấy đang đói thì nghe được cái vậy. Cần mua đồ free thế đó ra chả ai đột xuất ta. Xạo á, công việc đột xuất. Bảo đảm nãy có ai nhắn tin á, giờ mới nói là có. Thường công việc đột xuất đó chị, nguy hiểm. Rồi mới nó nói giờ bận. Nãy đâu nghe bận đâu, tự nhiên giờ bận. Bây giờ anh mới nhớ ra. Ôi cái lắm quá. Công việc các thứ. Không biết mấy giờ rồi ta. Mọi người có còn buồn ngủ không? Thiệt luôn á. Ở đây ngủ kiểu gì vậy em? Ờ, em không biết ngủ. Chính trời. Giống hồi đi học có vậy, buồn ngủ. Bàn ngủ. Đúng rồi á. Xong mình dọn bàn. Ở đây cái bàn thơm lắm luôn. Thật mà chị biết sao rồi.
tiền sẽ mua bịch khăn giấy. Em còn 2.000. Chị còn 3.000. Còn đòi sang. Anh còn 1.000. Đang còn 1.000. Hùng lại đổ bịch khăn giấy á mọi người. Bịch khăn giấy chỉ có mấy đó. Ngàn thôi. Nhớ lại rồi. Đang không biết đang chuyện gì đang xảy ra. Trời, trong lúc mình ngủ đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai biết là trong lúc ngủ có chuyện gì xảy ra không? Đã có người lợi dụng cơ hội tán tỉnh dạ gẫm giữa giấc. Lại nói ngủ không biết chuyện gì xảy ra, sao biết chuyện gì xảy ra trời? Sao mày biết hay quá vậy? Thì tỉnh dậy là đã nhìn như thế rồi. Ê, 8 giờ sáng rồi, đi về mấy má ơi, thử thách thành công rồi, đi về. Trời ơi. Rồi đi về. Đi về. Đi về thôi. À. Đi. Em nhận được 50.000 nè. Ơ để chị có. Ơ chị có nè. Tặng tiền nữa rồi. Anh Hùng. Anh Hùng.